Xin chào mọi người. Úi dồi ôi, cái mặt không thể chen nổi với hai cục bông béo ú này luôn. Đây mọi người nhìn này, mặt chiếm hết màn hình luôn rồi. Quá là to luôn đúng không? Một bé như thế này là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng tuổi. Nếu mà trung bình khi mà các bé lớn lên trưởng thành ấy mọi người, thì sẽ là cân nặng sẽ khoảng từ 25 đến 35 cân là trung bình nha mọi người nhá. Còn có các bé thì sẽ to hơn nhiều. Đó, cái châu chấu thì sẽ nổi trội với cái bộ lông đặc trưng là lông cực kỳ xù này, xù bông và tơi xốp luôn này. Đấy, mắt thì mắt hơi hít một chút nha mọi người nhé, bởi vì là cái bộ lông với cả cái châu chấu này có lớp da cực kỳ dày luôn, nên là sẽ bị che mất đi này. Vậy cái quả mõm thì thôi rồi, quá là to luôn đấy. Thế này thì ăn bình thường thôi nhá mọi người nhá, chứ không phải là cho ăn uống cầu kỳ gì đâu. Mình cứ cho ăn cơm bình thường của mình thôi. Nói chung là tất cả các dòng cún ấy thì là nuôi thì cực kỳ là khá là dễ dàng luôn. Ở đây toàn cho ăn cơm trộn củ gà xay luôn. Nặng quá. Với cái bộ châu chấu sở hữu cái bộ lông tuyệt vời như này, cực kỳ xinh và đáng yêu, nên là mọi người cũng nên để ý là hàng ngày mình có thể là chăm sóc lông cho các bé thêm nhé. Một tuần thì mình có thể tắm tầm 2 buổi cho các bạn ấy này, và mình có thể là trải lông đi để gỡ những cái lớp lông rối đi ạ, để cho lông lúc nào cũng xù mượt. Đây cũng là một trong những cách mà chăm sóc lông để dễ cho những cái dòng cún mà lông dày ấy thì sẽ dẫn đến cái tình trạng bị nấm ấy. Mình cũng nên trải và chăm sóc vệ sinh lông thường xuyên để tránh cái tình trạng các bé cún bị nấm nhé. Đây, úi dồi, to thật. Còn bé con bé nữa mà không bê lên được để cho mọi người xem ấy. Mọi người thì ai thích cái dòng cún này thì có thể tham khảo và liên hệ cho bên em để được đón các bé về nhà mới nhá. Bởi vì là cái dòng châu chấu này thì ở Việt Nam mình nuôi cũng khá là ít đấy, nhưng mà cũng khá là được ưa chuộng đấy mọi người nhá. Bởi vì là một phần là cái giá thành cũng khá là cao so với những cái dòng cún khác, nên là mới được nuôi ít ở Việt Nam thôi. Chứ nếu mà giá hợp lý như các dòng cún khác ở Việt Nam mình á thì là người ta nuôi đầy luôn, nói thật. Bởi vì nhìn cái vẻ bề ngoài đáng yêu như thế này là không ai không muốn nuôi, không ai không muốn sắm một bé về làm thú cưng cho nhà mình, đúng không ạ? Đó, nên là ai thích các bé này thì có thể liên hệ cho bên em để đón các bé về nhà mới nhá. Ê, nặng quá, thôi cho xuống đấy.